Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Em ký hiệu mã là mã B từ B1 cho đến B6. Trong lô ngày hôm nay thì toàn máy công suất to các bác nhá. Có một cây máy cưa tay cụt này, là cái dòng của Echo GC301 này. Đây là dòng của Echo này. Đó, nhưng được sản xuất tại nhà máy Ryobi. Đó. Còn các từ cái máy B2 trên máy B6 nhá, là các máy tầm trung này và các cái máy cắt khai thác. Đó, có cây khai thác thì cũng có dòng của Sinogo 360, Echo 441, cắt tầm trung cũng có dòng của Husqvarna 336, anh em miền Bắc cực kỳ ưa chuộng cái dòng Husqvarna. Echo 331 làm rất là đẹp. Đấy, Komatsu G320. Ok. Em xin giới thiệu chi tiết lô máy trong của ngày hôm nay. Với chiếc máy đầu tiên này là cây dòng của Echo GC301 nhưng được sản xuất tại nhà máy Ryobi. Đó. Máy này với công suất là 30cc, nòng của máy này là 37 ly. Đó, các bác nào mà thích một cây máy cưa nhỏ gọn đấy, đi làm cây cảnh này hoặc là leo trèo lên cây cao, đi cắt cành tỉa nhánh thì có thể chạy những dòng máy cưa này. Đó. Về cái công suất đạt được ấy, thì là em đã thử đi cưa những cái dòng của các cái vanh gỗ lớn đã cưa thì cảm thấy dòng máy hoạt động rất là êm ái và đạt được các chức năng của dòng máy cưa cắt gia đình. Đấy. B1 em để giá là 1.800.000 đồng thôi. Đây các bác ơi, có chữ Make in Japan này, ý cái hàng của Nhật sản xuất ra thì rất là bền. Đấy. Thắng xích này còn hoạt động cực rất là tốt các bác nhá. Thắng xích hoạt động tốt này, chạy xích này, đóng xuống. Đó. Em test nổ luôn này. B1 để giá là máy cưa B1 để giá 1.800.000 này. Công tắc bật lên này. Thì chạy xích là xích 91 lam zin này, lam Ryobi luôn. Đấy, xích này tỷ lệ còn cao nhá. Đấy, máy này tỷ lệ xích nó còn đến khoảng tầm 70%. Đó, B1 để giá là 1.800.000 này. Cây máy này thì rất là nhỏ gọn, cân nặng thì tầm hơn 3 cân thôi. Đó. Chiếc máy thứ hai này là dòng của Komatsu G320. Cây B2 này em để giá là 1.900.000 nhá. Cái công suất cây máy là hệ cây máy cưa cắt tầm trung. Đó, cây máy này thì làm nó bên này nam vừa mới sờ tay vào. Đấy, lau đi rất là sạch luôn này. Đó, các bác đi cắt cái dòng này vào tải cực kỳ mượt mà luôn, dòng Komatsu. Đó. Máy này thì cân nặng nó thì tầm 3,5 kg. Bô máy các bác nhìn qua này, những cái dòng máy bô này còn sáng này. Máy này thì làm nó là dòng cưa cắt gia đình, thì làm nó dài 35 được cắt 30. Đó, xích chung 91, có hai chân ốc lam. Đấy. Ốc áng tươi thì tán luôn này, 7 màu nhá, chưa có bung bét, chưa mở gì đâu nhá. Nguyên bản luôn. Đấy, máy này thì em đã thử cưa rồi, tất cả những máy cưa của bên em là khi mà dọn nổ xong là cưa thử vào máy luôn. Cưa thử vào gốc cây luôn để xem độ chịu tải như nào, cần căn chỉnh như nào để phù hợp nhất. Đó. Đây là máy này là do đổ nhiều cái nhớt lam lên một chút để cái bít tông của cho nó bền nữa. Còn là các bác khi mà hoạt động thì cũng nên để một cái lượng nhớt ấy, lượng nhớt nó nhiều hơn một chút để cho bền cái độ hơi. Đó, B2 để giá là 1.900.000 này, bên em là bao nhớt lam các thứ đầy đủ hết nhá. Tiếp theo này, một chiếc máy B3 này là cây Echo 331. Thì cây này với công suất là 33,4cc và cân nặng của dòng máy này thì đến là 4,5kg. Cả lam xích cả đầu máy nhá, lam còn nguyên chữ Echo luôn. Đấy, Echo Kyurit này. Máy này thì có chiều dài lam là lam dài 35 được cắt 30. Đấy các bác nào mà những dòng máy cưa lam ngắn thì không phải là do nó yếu hơn đâu coi nhá. Để nó đạt
được cái vòng tua của máy. Ví dụ như vòng tua của máy này là 7.000 vòng trên phút này, thì nó sẽ đạt đủ cái vòng tua luôn. Còn những cái dòng máy nào mà các bác thích làm dài cũng vẫn lắp được bình thường, nhưng mà nó cái vòng tải nó sẽ bị giảm đi đó, nhưng độ khỏe thì nó không được bằng những cái dòng máy lam ngắn này. Đấy, hai chân ốc la này, Made in Japan này. Máy của bên em thì bảo là sao nó hay bẩn một chút, bởi vì do là em test máy đều là có nhớt lam đấy, thế nên là máy nó không bao giờ nó khó mà có thể sạch sẽ hơn được. Đấy, test thì đảm bảo các bác là trải nghiệm là xem nhớt lam máy móc ra sao luôn. Đấy, máy về để làm mà, thế nên là nó phải đủ hết. Ok. Chạy thì cực êm luôn nhá, khi cắt cây thì rất là êm đó. Về phần nòng máy nòng nằm ấy thì về hơi điện thì các bác không lo lắng, chỉ hơi và điện thì khỏe rồi đấy. Sau thời gian dài thì chỉ cần kiểm tra lại cái cục lọc và chế thôi, còn đâu cái dòng máy này nó không bao giờ lo các bác bị sợ bị hỏng vặt đấy. Độ bền cao, những anh em nó đã sử dụng những dòng máy cưa 331, 332, 360 này rồi ấy, thì đều cảm thấy rằng là cái dòng máy này rất là bền đó. B3 giá 2 triệu này. Tiếp theo này, một chiếc máy B4 này là dòng hút Panda. Đấy, đến cái dòng hút Panda đây là anh em ở miền Bắc này rất là ưa chuộng. Đấy, không xa lạ gì với những người anh em miền Bắc được, vì dòng này là thương hiệu số 1 để anh em ưa chuộng chạy này. Hút Panda này, 336 này. Cây máy này với công suất là 36cc. Và nòng của máy này là 40mm. Đấy. 36cc các bác nhá. Dòng máy cưa để các bác đi cắt tầm trung được luôn. Máy này thì lam dài 40 được cắt 35. Đó, xích máy này thì em sẽ lên một cái cọng xích đẹp cho các bác nhá. Xích này là em lắp cho tượng trưng thôi. Còn em sẽ lắp một sợi xích đẹp đảm bảo các bác luôn. Đấy. Rồi em lắp em quên chưa bỏ sợi xích ra. Xích này còn hơi kém, em sẽ lắp cái sợi xích đảm bảo là sợi xích đẹp cho các bác. Đấy. Ok, máy móc này đẹp cong keng luôn này. Đấy. Nói chung là em để cái xích này là độ zin nguyên bản này, máy bên Nhật họ gửi về sao thì mình bán vậy này. Còn là sẽ lắp xích đẹp cho các bác nhé. Đấy, xích chung 91. Đấy, dòng hút Panda B4 này để giá là 2.4 triệu. Đấy, giá rất là mềm. Test nổ cái máy B4 này để giá là 2.4 triệu này nhé. B4 2.400.000, nhớt lam ra đầy đủ, máy móc cũng khá là dễ nổ thôi nhá. Đó, tiếp theo này, một chiếc máy B5 này. B5 này thì là dòng của Echo 441, thì công suất cây máy này là 44cc. Và nòng của máy này là phải tầm khoảng 42-43 ly, rất là khỏe. Đấy, máy này với so với công suất của một cái cây máy cưa, một cái máy Super Cup là xe cúp ấy, để các bác để các em học sinh hay đi học ấy, so sánh một cây xe máy luôn nhá. Cây máy này chỉ thua 6cc thôi. Đó, bác nào đang đi tìm một cây máy cưa để đi xẻ gỗ này, để cắt cây đứng này, thì có thể lựa chọn cây Echo 441 này. B5 thì em để giá là 2.300.000 thôi. Đấy, máy này thì chạy xích 325. Cái này là em, cái này có thể tăng chỉnh ốc lam ở đây các bác nhé. Các bác nào mà thấy tăng chỉnh ốc lam ở đây này. Đấy, còn cái xích này chạy là xích 325. Có hai phần xích lớn là xích đại và xích 325. Nếu bác nào biết rồi thì có thể bỏ qua này, em có thể nói các bác chưa biết này. Đó. Dòng xích 325 này là cái hệ máy xích cũng khá là lớn để các bác đi cắt khai thác được. Đấy. Hai chân ốc lam. Đấy, dòng này là dòng của Echo, dòng của Nhật Bản này. Đó. Tại sản xuất tại nhà máy Yama, nhưng là nó là của Echo 441. Đó, B5 thì giá là 2.3 triệu.
đây, máy chạy êm ru luôn, nó không rung 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 như này mà nó chạy rất là êm. Cắt này nó không sợ, có chạy không sợ bị mỏi tay. Đó, em cũng khuyên các bác nào đi cần một cây máy cưa đi xẻ nhá, có công suất lớn thì chạy cây 441 này đấy, thì để 2.300.000 thôi mà có cái giá này, có cả bao ship này đấy, có cả bảo hành các bác là 6 tháng, đến nơi các bác cứ đổ xăng vào, đổ nhớt lam vào các bác thử thoải mái luôn đấy. Còn trong quá trình sử dụng ấy mà có thể là hơn 6 tháng trở đi thì cũng được, thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp với em bảo là máy móc đợt này nó có vấn đề gì đó thì em sẽ chỉ các bác là cách để khắc phục đấy. Ok, B5 này giá 2.300.000 này. Tiếp theo này, một chiếc máy B6 này. Đấy, máy móc thì bên em thì nói vậy để các bác yên tâm, còn ngoài ra thì máy móc thì lúc nào bên em cũng phải kiểm tra kỹ này, để máy độ máy ngon, máy nhớt lam đầy đủ, dễ nổ thì mới gửi. Đó, phải test qua gỗ cắt thử để căn chỉnh để được cái lượng xăng gió các thứ đầy đủ hết. Đến nơi các bác chỉ việc đổ xăng, đổ nhớt lam và sử dụng thôi. Nó còn không phải cần phải căn chỉnh gì nhiều. Không phải căn chỉnh gì luôn nữa. Ok, một chiếc máy B6 này. Một chiếc máy B6 này là một cây máy của Cinewa 360. Cây máy này với công suất là 36cc và nòng của máy này là 4mm. Đấy. Máy này thì lam nó là lam của Cinewa luôn. Lam zin và chạy lam latin. Đấy, máy này thì có lam latin thì rất là dày. Đó, nguyên bản của máy là hệ của Cinewa. Thì một chân ốc lam, nhưng ốc lam to nhá. Anh em cứ đi cưa cứ sợ là sẽ bị lỏng là ốc rồi là rơi cái này ra. Nhà máy họ thiết kế như này là chuẩn rồi. Đấy. Lam dài 40. Đấy, lam của máy là dài 40. Đấy, về lốc liếc của máy này nó có một chút chảy ở đây, nhưng không ảnh hưởng về lõi bên trong nhá. Em đã tháo bô này ra rồi. Đấy, để kiểm tra quả hơi. Đó, bên trong hơi còn đẹp nguyên luôn. Đấy, B6 thì giá 2.700.000. Còn cái dòng chế của cây máy này là chạy dòng chế One Pro. Đó, One Pro. Còn cái dòng của hệ dòng đứng 360 này nó chỉ chơi thì phù hợp nhất là các bác đi cắt cây đứng. Đấy. Cắt cây xẻ vẫn được, nhưng mà để nói là cắt cây đứng như dòng này thì chạy cực kỳ sướng. Bác nào mà có cái cây mỡ to, cây quế này, bồ đề bạch đàn gì đấy thì cứ dòng cái dòng này là đi cắt cây đứng là sướng cực kỳ luôn. Và cắt phân đoạn. Đó, B6 thì giá 2.700.000 các bác nhé. Chắc luôn. Cái dòng nào hơi nó chắc này, giật này. Đấy. Rất là chắc tay. Nó cứ bực. Đây là hơi rất là chắc. Ok, B6 2.700.000. Đây là 6 cây máy em vừa giới thiệu qua, thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973 923. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.